Theo đó, thay vì được khép lại bằng nụ hôn lãng mạn như bản gốc thì phiên bản Việt được dự đoán sẽ tạo nên một cái kết trọn vẹn hơn bằng đám cưới của hai nhân vật chính là đại úy Duy Kiên và bác sĩ Hoài Phương. Bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời hiện đã đi được hơn nửa chặng đường và hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều tình tiết bất ngờ cho khán giả. Khoảng 21 giờ 35 phút tối 12 tháng 11 vừa qua, nhận được tin báo của người dân, tại nhà của ông Nguyễn Văn Sĩ, 48 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, có nhiều đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc. Lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang 10 đối tượng gồm 6 nữ và 4 nam đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 25 bộ bài tứ sắc và số tiền gần 8 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc. Lực lượng công an tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, vào lúc gần 8 giờ sáng, người dân phát hiện khói lửa thoát ra từ kho chứa hàng chành xe nằm trên quốc lộ 1, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người sau đó huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan với tốc độ nhanh. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tiến hành cứu hỏa. Sau gần 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt. Mặc dù vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã làm một phần nhà kho bị đổ sập, nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. Ngoài ra, đám cháy cũng làm 2 xe máy bị cháy hoàn toàn, một xe tải nặng khác cũng bị cháy hư hỏng. Rất may, lực lượng chức năng bảo vệ thành công xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông liền kề, kịp thời dập tắt đám cháy khi ngọn lửa bắt đầu bén sang xưởng gỗ này. Vụ việc xảy ra tại kho ngoại quan ICH có địa chỉ tại khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Lô Cúng Phúc, 19 tuổi, ngụ tại Bình Thuận. Sáng ngày 14 tháng 1, Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Nguyễn Hữu Tuấn, 32 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, là hung thủ vụ án. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 11, sau khi đi nhậu về, Tuấn đi vào kho ngoại quan để tìm chỗ ngủ, chờ xuống hàng. Lúc này anh Lê Văn Mến là bảo vệ kho thấy Tuấn không mặc đồ bảo hộ lao động, không đeo thẻ nên nhắc nhở. Thấy vậy, Tuấn bực tức đi vào trong, lấy một cây mã tấu giấu sẵn xông vào phòng bảo vệ chém tới tấp vào người anh Mến. Rất may anh này nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Thấy hai người đánh nhau, anh Lô Cúng Phúc cũng là bảo vệ của kho chạy vào can ngăn thì bị Tuấn chém vào đùi trái, sau đó tiếp tục đuổi đánh anh Mến. Lúc này tổ tuần tra của công an phường Bình Hòa tuần tra gần đó phát hiện bắt giữ Tuấn cùng tang vật. Anh Phúc được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu, do mất máu quá nhiều nên đã tử vong tại bệnh viện. Khoảng 20 giờ 20 phút tối qua, bảo vệ công ty Hanse Tiền Giang và nhiều người dân phát hiện lửa và khói cuồn cuộn bốc lên từ bên trong xưởng của một công ty này. Khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đến khoảng 22 giờ 30 khuya cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Công ty Hanse Tiền Giang thuộc tập đoàn may mặc Hanse Hàn Quốc, chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc. Xưởng bị cháy là nơi may mặc và có hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại đây. Vào thời điểm phát hiện lửa và khói thì đã hết giờ làm việc, xưởng đóng cửa và tất cả công nhân đã ra về. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác định mức độ thiệt hại sau vụ cháy. Được biết, gã đồng nghiệp bất nhân trên chính là thanh niên mặc áo thun trắng trong clip. Đối tượng này tên Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1992, quê tại Hà Tĩnh, vừa xin vào làm tại một khách sạn ở đường 4 Biên Hòa, Đồng Nai. Chưa làm được bao lâu, tên này đã lợi dụng sơ hở lấy trộm chiếc xe máy trong đó có đầy đủ giấy tờ của một đồng nghiệp rồi bỏ trốn. Theo đó, vào khoảng 3 giờ 47 phút ngày 28 tháng 10 năm 2018, một thanh niên lợi dụng lúc đêm khuya khi mọi người đang ngủ say để đột nhập vào nhà một người dân trộm cắp. Tưởng rằng gã trộm chuyên nghiệp này sẽ lục tìm những tài sản giá trị, thế nhưng không. Hắn nhẹ nhàng bước sâu vào trong, lấy đi 2 con chim giá trị của chủ nhà. Có thể thấy, thanh niên trộm chim này đã tìm hiểu và theo dõi kỹ thời gian sinh hoạt của gia chủ nên đã thực hiện vụ trộm một cách dễ dàng. Qua công tác nắm tình hình, công an huyện Phú Tân phát hiện đối tượng Loan và các đối tượng tại địa phương thường xuyên đi thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy về bán cho người nghiện sử dụng. Sau khi củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Loan và các đối tượng có liên quan, vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, tại nhà số 580 tổ 10 ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, công an huyện Phú Tân phối hợp với công an tỉnh An Giang tiến hành công bố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Loan và Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào ngày 3 tháng 11 vừa qua, tại nhà số 580 tổ 10 ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, công an huyện Phú Tân phối hợp với công an tỉnh An Giang tiến hành công bố lệnh bắt bị can tạm giam đối với Loan và Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Loan, lực lượng công an thu giữ 30 bọc ma túy đá có trọng lượng 109,6542 gram, 6 cây mã tấu, 1 búa, 1 cây roi điện, 14 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý làm chủ đầu tư xin tạm đóng cửa 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2018 để sửa chữa bảo trì. Tuy nhiên, sau khi hết hạn, chủ đầu tư tiếp tục xin gia hạn thời gian, ngưng tiếp nhận rác thêm 3 tháng, đồng thời đưa ra các yêu cầu như tăng mức hỗ trợ xử lý rác, giao thêm 10 hectare đất theo kế hoạch. Đến ngày 1 tháng 11, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với đại diện công ty Công Lý. Tại đây, nhiều yêu cầu từ nhà máy đã không được chấp nhận. Từ khi nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng hoạt động, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời sử dụng bãi rác tạm có diện tích 2.000 m2 nằm ven sông trên địa bàn thị trấn. Do phải chứa hơn 10 tấn rác mỗi ngày thải ra từ địa bàn thị trấn và các xã lân cận, nên đến nay gần như không còn diện tích để chứa, xử lý. Chưa kể đến việc phải vận chuyển rác bằng đường thủy gặp rất nhiều khó khăn. Phương pháp làm thì tạm thời theo chủ trương chung của huyện mình thì đưa về cái bãi rác cũ xử lý nằm ở thuộc khóm 5 của thị trấn Nhân Thời. Thì vấn đề này thì hàng ngày thì cái tổ thu gom rác cũng đến thu gom, rồi sau đó đưa xuống phà, rồi vận chuyển đến cái nơi xử lý rác. Nếu bãi rác tạm tại khóm 5 tiếp tục được duy trì, thì nguy cơ rác tràn ra sông là rất lớn. Bởi lẽ theo dự tính của thị trấn Trần Văn Thời, bãi rác tạm này có quy mô chứa khoảng 900 tấn rác và cho đến nay số lượng rác đã được lấp đầy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Trần Văn Thời cho biết, trước mắt sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường tại bãi rác, trong đó có xử lý thuốc khử mùi, diệt khuẩn 2 lần mỗi ngày. Trong khi đó, báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau cho biết, theo phản ánh của người dân xung quanh khu vực nhà máy, trong những ngày thời tiết mưa nhiều, tình trạng nước thải chưa được xử lý, được thải ra từ nhà máy, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống người dân địa phương. Nhất là ảnh hưởng đến những hộ dân nuôi trồng thủy sản xung quanh khu vực nhà máy, gây thất thoát kinh tế, dẫn đến nhiều bức xúc. Thực hiện cái giải pháp bãi rác tạm, hiện nay thì cũng đã có gia cố và che chắn lại, đảm bảo với công tác vệ sinh môi trường là thu gom được tiến hành đưa về bãi rác đảm bảo đúng theo quy định, và trong cái thời gian mà chờ nhà máy rác xử lý thì để cho đảm bảo cái lực rác thải tồn động trên địa bàn thì hai cái đội thu gom rác và cũng như đội quản lý môi trường thì cũng tích cực vận động bà con chúng ta là để rác đúng nơi quy định để kéo về thực hiện cho nó đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Không chỉ có bãi rác tạm tại khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời nằm trong tình trạng quá tải, mà còn một số bãi rác ở các huyện khác ở tỉnh Cà Mau cũng đang trong tình trạng tương tự. Kể từ khi nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau ngưng hoạt động cho đến nay, việc sớm có giải pháp xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn huyện là cần thiết để nỗi ám ảnh về môi trường rác không còn hiện hữu như trong thời gian qua. Bệnh nhân này mắc bệnh tiểu đường đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, bà đã tự ý sử dụng thuốc đông y theo lời mách bảo mà bỏ thuốc điều trị, hoại tử mu bàn chân, cắt một ngón út là hậu quả mà bà phải gánh chịu do sai lầm này. Còn đây là nam bệnh nhân đã sử dụng các loại lá để rửa vết thương hoại tử do đường tăng cao. Vết thương không những không đỡ mà còn hoại tử sâu hơn, đã khiến ông phải nhập viện để phẫu thuật. Chấp nhận phải sống chung với lũ thôi. Trà xanh, trầu không rửa. Đó không phải là những trường hợp cá biệt mà rất phổ biến. Mỗi ngày khoa chăm sóc bàn chân Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận 7 đến 10 ca bị hoại tử bàn chân do tự ý bỏ điều trị. Nhiều bệnh nhân đã tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian để giảm tê bì, chữa tiểu đường. Ép bàn chân là một trong những biến chứng mãn tính khá thường gặp ở những bệnh nhân đái tháo đường. Đấy. Thì khi mà loét thì xảy ra hiện tượng là gọi là viêm. Đấy. Viêm loét rồi nó lan rộng ra từ các ngón chân rồi đến bàn chân đến cẳng chân. Thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của những viêm loét đó thì có những cái chỉ định phải tháo bỏ. Theo các chuyên gia tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường đang tăng 200% trong vòng 10 năm qua. Trong đó 70% bệnh nhân đái tháo đường không được phát hiện. Đái tháo đường gây ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ ở tim, thận, chi, dẫn tới nhiều biến chứng đột quỵ, suy thận và biến chứng cắt bàn chân nếu không được phát hiện sớm, điều trị đầy đủ, theo dõi chặt chẽ. Nhiều những người tiền đái tháo đường, những người nguy cơ và những người bị đái tháo đường chưa phát hiện ra thì còn rất nhiều so với cái tỷ lệ này. Như thế là phòng chống chữa bệnh đái tháo đường không phải chỉ dừng lại ở mức độ bệnh nhân nữa mà nó liên quan đến cả gia đình và cộng đồng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thể dục thể thao, hạn chế các đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh và duy trì khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đường huyết để kịp thời phát hiện, quản lý bệnh đái tháo đường.
Mặc dù đã cẩn thận dựng một nửa chiếc xe máy vào trong nhà, thế nhưng vì cửa hàng được trưng bày quá nhiều tủ gỗ che khuất tầm nhìn, thêm vào đó hai người trong nhà đang ngồi quay mặt hoàn toàn vào phía trong và đang mãi coi TV. Phát hiện sơ hở, một tên trộm đã nép người bên chiếc tủ gỗ để bẻ khóa chiếc xe tay ga. Rất nhanh chóng, tên này nhảy lên xe và phóng đi mất trong sự phát hiện muộn màng của khổ chủ. Vụ trộm vừa xảy ra tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo hồ sơ cáo trạng, vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2018, Nguyễn Công Hậu đã tổ chức cho hai người nữ vào hai phòng tại khách sạn quốc tế 2 thuộc khóm 3 phường 6 thành phố Cà Mau để bán dâm cho khách đang nghỉ tại khách sạn thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Qua điều tra, giá bán dâm mỗi lượt là 1 triệu đồng một người, trong đó Hậu được hưởng 300.000 đồng một người. Trước đó, Hậu cũng đã tổ chức cho một người nữ vào bán dâm cho khách nghỉ tại đây với giá 1 triệu đồng một người, Hậu được hưởng 300.000 đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Công Hậu 2 năm 6 tháng tù về hành vi môi giới mại dâm.